con cá. Ôi con cá ấy, con cá phát lát. Ôi gì dạ. Anh đâu. Ôi. Ôi. Ôi anh lại rồi. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến kênh Châu Vlog nha. Thì lần này mình có dịp về quê của các bạn Thịnh á, thì mình lựa chọn là cắm trại tại sông Dàm Cỏ Tây nha các bạn. Đây là bạn Thịnh với bạn Hương á, là có bạn Thịnh với bạn Hề là đang chuẩn bị bung lều nha các bạn. À, chung với bạn Huy là sẽ đi sau nha. Tại bận một số việc đó không có đi chung với mình được cho nên là đi sau. Đây nha các bạn, liều này chỉ cần ráp hai khung lại thôi, hai khung xương lại thôi. Đây có cái móc này nha. Đó. Móc thì dính vô tấm bạc này nha. Móc lên khúc này là được. Còn tấm này là tấm chùm bên ngoài nha các bạn. Dễ sử dụng, rất tiện ích cho chuyến cắm trại. Đây, sau lưng mình đây là sông Dàm Cỏ Tây. Chúc tới các bạn ơi, mừng quá. Còn nguyên dạng các bạn ơi. Cho mình đi, chúc còn nguyên dạng nha các bạn. Nguyên con luôn. Coi coi, chúc mất cái thịt nào. Rồi chung của mình đã tới nha các bạn ơi. Mừng quá. Bây giờ tem của mình chỉ còn đợi bạn Huy nữa nha các bạn. Huy là lại sao á. Rồi bây giờ tới lượt chung bung liều. Hả? Liều này, liều tự bung. Ủa giờ là nãy Huy bung á hả? Ừ. Đây nó tự bung, mình bung cái liều nó tự bung. Kìa lấy cái dây cam. Đúng rồi nha. Chung tự bung. Liều nó tự bung, mình bung cái liều nó tự bung. Anh tự bung sao anh thả tự bung lên nha. Ừ. Cái kiểu đồ. Đó, rất là đơn giản. Ghê không? Không lại biến ghê không? Ghê. Đây. Đó, đơn giản, vậy là xong. Thôi thôi, giờ vô ngủ thôi. Đó, xong. Thôi làm gì làm, mình ngủ xong cái gì ăn thôi. Có ngủ luôn hả? À, hồi nãy trước khi đi cùng qua chị ra ăn cơm nữa. Lâu tới dưới ta. Đang nghĩ gì? Cháu ơi. Trời có cùng Huy tới các bạn ơi. Ai út thì mà. Cái vậy? Cùng con Huy cũng tới rồi, sao cùng rồi các bạn ơi. Nãy thì chung giờ tới Huy. Giờ chung Huy tới là chuẩn bị đồ ăn luôn nha. Chung nó nói đi chung với mình mà lén lén đi nó mất tiêu. Làm tí làm nãy giờ mình chạy vô đây là 11 giờ mấy á. Mình chạy qua cái khu đông dân cư ghê, sợ quá trời sợ. Đông dân cư yên tĩnh nó không có chạy ngang nè. Nói chung qua chung không biết. Không thấy hả? Đâu đi, đâu biết đâu. Trời ơi, gọi điện vô thấy. Mình với thằng Huy đi soi ban đêm coi có cá không nha các bạn. Ủa, cái gì dạ. Anh đâu? Ôi! Trời ơi, quỷ chung giật cái mình. Đừng có đi ngủ. Đừng có gọi ngay nó. Ờ, gọi mấy mé nó là thấy rồi. Thấy không? Ừ. Mày gọi ngay nó là thấy nó, cái mà gọi mấy mé á. Nào chồng luôn, ai chồng luôn. Mới chụp cho em anh chơi em đi nhích rồi em đi em mình nhích rồi em quất cái tay bắt không đúng đúng đâu vậy con cá. Ôi con cá ấy, con cá phát lát ở Thịnh dưới này có con cá phát lát nhà bá luôn Thịnh. Có nhiều lắm ha. Ui xài nè, có xài không cá này, ăn cá nè, nó ăn cá này mới bắt lên nè. Rồi có xài ở trong luôn, định đi vô lấy xài nè. Cái sạc này có lưới hả?
ao của nhà Thịnh cá quá trời luôn. Ao ra nuôi cá không đem lấy lưới dần. Chuối nè, có nướng chuối không? Dạ. Ừ. Trời ơi, mấy cái này còn gì. Đi đâu qua tới bỏ đi cha. Chơi đi. Tính hù nữa mấy bạn. Tính hù nữa mà không ngờ đó là không ngờ là mình với Huy quay lại. Gì mấy cha. Chơi kỳ vậy. Bị gì vậy không đi. Cái bữa mà quay á. Đây. Liều của tem mình nha. Anh Châu gì cũng sợ nó, anh Châu. Tại trong đầu lúc đầu nghĩ đi có ba thằng à. Lù lù ra mày. Tụi thơ với mọi người. Hả, đâu là tụi thơ nè. Tao thấy sai rồi đó. Bẻ đầu kia với ai bẻ đầu đó rồi gì. Cái mặt dây chuyền đeo ở phía sau hả? Không, đi mà, coi thử. Tào lao. Đây. Đây giờ là coi ai làm dây chuyền đẹp nhất nghe ra. Đâu nào nữa thôi. Tuổi thơ dữ dội đây. Mày bẻ đầu đó đi. Tao bẻ đầu này tước gì nè. Mới nè. Tới. Mới tới góc là mới thành cái mặt dây chuyền. Đâu được cũng như nhau à nè. Như nhau à. Sao như nhau được. Nè. Đúng rồi, cái con Huy làm đúng rồi nè. Ừ, rồi mới tới xuống góc rồi mới cái mặt dây chuyền nó mới ở dưới. Rồi rồi, rồi chung vẫn làm bình thường luôn. Như nhau. Nè em làm hai đầu luôn nè. Ừ. Nó như nhau à. Dây chuyền đứt đột. Làm sao á. Làm sao đó. Đây dây chuyền của Huy đây. Như nhau thôi. Đó. À, đeo huy chương. Đeo huy chương. Đó. À. Thôi mày đeo đi. Tí mày là cho mày đeo đi. Dây chuyền đâu đúng không. Nó như nhau thôi. Nó bẻ em đi Trang à. Rồi thì bẻ đi. Làm đi sao rồi, vậy? Có được cái mặt đó nghe. Cái mặt giống đó, Huy kìa đó. Chuyện đó. Ừ. Tuổi thơ đó. Tuổi thơ đó mọi người. Con dây. Ôi nó bẻ nhanh vậy. Rồi dây chuyện của anh trong đầu. Rồi đeo lên cổ. Xong rồi. Rồi. Đeo huy chương. Rồi. Không, thôi bẻ một chiều luôn được. À, nín để cho Trung làm. Mấy bạn kỳ quá. À, đây là tuổi thơ nhưng mà không có dữ dội. Yeah, rồi bây giờ cho mày hiểu chưa. À, đây đây dây chuyền của Huy mới gọi điện thoại các bạn gì bị lo cầm này nè được không được nè cắn. Giờ thấy toàn là trẻ em giờ bấm điện thoại là nhiều vậy. Rồi vô ăn nè. Không có tuổi thơ dữ dội như tụi mình ngày xưa. Ủa sao rồi? Con bẻ tới đây. Con bẻ tới đây. Đúng rồi. Tụi mình ngày xưa còn làm cái gì nữa ta? À, lá dừa làm đồng hồ trong cống. Rồi à. Kèn. Tức là làm kèn quấn cái kèn dài gì nữa. Ừ. Đang quấn cái gớt nửa xuống cái quấn lại còn chết. À. Ngày mai có cơ hội để làm lại mấy cái đó đó. Ok. Ngày mai làm. Trời ơi, nhiều lá này. Vẫn là món gà nướng chân ái nha. Đợt trước là đi cắm trại, đợt trước là ở Hồ Chí An á, là mấy bạn khen gà này ăn ngon á. Ồ. Nên lần này là tiếp tục gà nướng. Đi lại đó, mình đi lấy đũa để em không còn. Không, mình né rồi mà dính tay. Nghĩa sao giờ bóc vô cũng bóc. Tiếp luôn. Thảnh lao, Ly cũng thảnh lao. Hai, ba, vô. Thank you.
Này, Hương dậy sớm chứ. Dậy sớm để thành công. Thành công nhân. Ai út đi mà. Em dậy. Em lại ngủ rồi. Bây giờ mình đi súc mặt rửa miệng đi. Hả? Dạ rồi. Ai đây? Dạ, ui giọng đã dữ nha. Miền Tây thì không ai xa lạ với lá dừa nữa rồi nha. Lá dừa thì bén lửa dữ lắm luôn. Lá dừa để nhâm lửa. Về miền Tây sáng sớm là chỉ có việc đầu tiên là việc nhóm lửa. À, mà trời lên đẹp quá các bạn ơi. Ở đâu mà mình không biết chứ, về miền Tây mình là nhóm lửa bằng sơ dừa là từ xưa tới nay rồi nha. Lá dừa chứ. Nếu các bạn anh chị ở miền Tây thì các bạn anh chị sẽ biết không ai xa lạ gì với lá dừa nhóm lửa. Cái cần bẻ là gì? Đáng lửa. Nhà ai ở miền Tây là đều có bếp lửa nha. Tiết kiệm chi phí hiệu quả. Còn muốn nhanh gọn lẹ thì xài bếp ga. Bỏ củi vô không? Bỏ củi vô là quất. Sáng sớm bắt là cơm lên nữa thôi rồi luôn. À, Huy đang làm kèn bằng lá dừa nha. Nó kêu xì quẻn quá ta. Bóp xẹp lại. Hay là lâu ngày rồi mình không làm để mình xả ra làm lại. Bóp xẹp trước á. Trải nghiệm chèo vỏ. Không, như này phải gọi là chạy máy ở miền Tây. Chạy ra xong dầm cỏ tay. Ơi anh lại rồi. Đây là xong dầm cỏ tay à. Hôm nay bạn Thịnh làm cô lái đò nha mấy bạn ơi. Bạn Thịnh đây. Cô lái đò. Chà. À, miền Tây ngoài phương tiện xe máy thì chỗ máy còn là phương tiện thứ hai của người dân miền Tây nha. Là Quy Lò Voi sẽ là người chạy. Dở rồi, dở rồi. Thầy Huy thầy dẫn vô lùm rồi. Điếu lái rồi. Vậy mặt hắn nghiêm túc nha. Cứ nhìn về sao mà lái. Cứ nhìn về sao mà lái. Còn phía trước đi đâu kệ nó. Bắt nó trung báo nè. Bến của thầy Huy. Rồi vô. Rồi tới. Đúng rồi, tắt máy thôi. Rồi lắc chân dịch qua từ từ. Rồi. Lắc chân dịch qua. Thôi bị xịn đấy. Đó. Vô luôn nè. Có ông đó, 1 2 3 vô đầu. Cái này là cây vú sữa nha.
Không phải là cây vú sữa, cây vú sữa. Đây là cây phai mì. Đây. Củ phai mì nằm dưới đây nè. Đây là củ phai mì. À, vườn nhà bạn Thịnh thì rộng. Đây là nhà bạn Thịnh nè. Đây là ao cá. Ao cá này nhà nuôi. Dưới đây là có cá cá lóc nè. Cá tai tượng nè. Cá phi nè. Cá sặc răng luôn. Nhiều lắm. Mà bự nữa. Nhà Thịnh thì cũng có dừa nữa nè. Dừa nhiều lắm nha. Đó. Còn sau lưng vườn của nhà Thịnh thì là một con sông dàm cỏ tây. Sông này khá là lớn và rộng. Vậy. Ở đây có cây xài nè. Đó. Wow. Xài này như trái xài chua. Đây vừa đây các bạn. Đó. Đó. Về đây uống nước dừa là thôi rồi luôn á. Lại còn đây dừa sim nè. Trái nhỏ. Dừa sim trái nhỏ. Nhưng mà nước ngọt lắm. Đây cũng có một cái ao. À. Đây cái ổi. À đây có mình phát hiện ra một cái hũ. Thì hỏi bạn Thịnh thì Thịnh nói đây là hũ mắm nha. Hũ mắm ổ ngoài vườn nha. Nói chung về miền Tây mà có vườn là thoải mái lắm nha các bạn. Trái cây cũng có nè. Dừa cũng có nè, tre trúc đồ cũng có nè. Chuối đồ. Chỉ có mê nè, kìa. Chỉ có mê nè. Ông chờ luôn hả ơi. Ăn không? Thôi nè. Tôi dính hơn à. À, đúng rồi. Thầy đưa anh nửa trái ăn thôi. Bẻ ừ. Đi, bẻ làm hai. Bẻ đại làm hai đi. Cầm đi, nè. À. À. Cơm mỏng ấy, ít cơm, hột không à. Có trái chua, có trái ngọt. Mà chưa nhiều ngọt nữa. Đúng rồi. Đây, cây xài nữa đây. Xài chua nha. Xài ngọt là không còn với Thịnh đâu. Rồi nói cắn xong Thịnh nói mới xịt thuốc. Sao Thịnh biết được chú ra kêu mới xịt thuốc. Ngọt rồi đúng không? Có. Biết hả? Ê. Xài ngọt mà. Cái ngọt, ngọt mà. Mày các bạn xài ngọt nha. Không biết có ngọt không? Ngọt mà. Đây là ngọt. Ừ. Không biết ngọt không nhưng mà tao cho dính mũ không? Có. Ở chú ý. Không chui miếng nào luôn á. Xài ngọt mà. Thầy không chui hết vụ ngọt. À, không chua được. À, mày định lên thử. Chua lắm. Chua là nó không chua thôi. Sao mày ngọt. Xài ngọt. Thử đi. Có chua đâu. Đúng chưa. Nó không chua làm gì ngọt. Thì nó không chua là nó ngọt rồi còn gì. Nhưng mà nó không chua. Chá sao trông à? Nhưng mặt biết không chua ngọt rồi. Nó không chua không, không chua. Trà này là nói chung là không có chua mà cũng không có ngọt, lạc lạc.
Bị mua xoài. Đường miếng ơi. Ăn thèm vậy. Đây. Bông giấy. Đây. Trước cửa nhà Thịnh thì mai nhiều lắm nha. Từ nhà chính đi vô sẽ là hai gian, hai phòng ngủ, một gian thờ cũng như là phòng khách. Bên đây là gian thứ hai. Gian thứ hai để sinh hoạt gia đình. Gian này là gian nhà bếp. Đây. Đây là bông dạng thọ. Nhưng mà chưa ra bông. Đây là nhà chồng nha. Nhà chồng để trưng Tết chứ không có chồng để bán nha. Đây. Đây về quê bạn Thịnh đãi cho tem tụi mình ăn bò né. Canh được rồi. Đổi hết đi chung. Thấy luôn hả? Ừ. Heo quay. Đồ nguội. Nè, có này nè. Lẩu cơm. Hello mọi người. Hôm nay mình mời tem về nhà mình quẩy với cánh đồng quê miền Tây. Nhớ lại đủ chú Trung loại xong mà chú Trung kêu là xong bự quá chú Trung không dám loại. Rồi mời mọi người dùng nha. Đồ miền Tây cây nhà lá dừa không à. Tôm tôm bắt dưới sông nè. Cái này là bò bắt ở chợ. Cái này là heo bắt ở chợ luôn. Đó, cái này là đồ vườn. Qua đồ vườn đồ nhà làm nha các bạn. Đồ nhà làm hết. Quả trưởng. Ăn hết thôi nha. Đồ này trên núi kêu mua thôi. Đồ biển là có nhiều. Chung ăn hết đó nghe chung. Thôi phụ lòng đó. Ăn nhiều ít phụ lòng. Tôi mời các bạn ăn cơm chiều với tem tụi mình nha. Ăn đạm bạc. Vì là chuyến đi về quê thăm nhà bạn Thịnh của tem tụi mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ tặng cho tem mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ tem mình ra nhiều video cho các bạn xem đó nha. Bye bye.